Lộc Phu Hồ tiếp tục có màn khoe tài sản khi mạnh tay chi tiền làm điều này, phản ứng của cộng đồng mạng gây sốc. Video mới nhất của Lộc Phu Hồ được anh đăng tải đang thu hút sự chú ý của cõi mạng bởi độ chịu chi của anh chàng. Bên cạnh đó, những chia sẻ của nam YouTuber cũng khiến dân tình yêu quý. Lộc Phu Hồ là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Nam YouTuber người Khánh Hòa nổi lên với cái tên thầy Lộc Phu Hồ, được nhiều người yêu mến bởi tính cách chân thật và lối nói chuyện hài hước. Sau nhiều năm gắn bó với nghề xây dựng, luôn truyền cảm hứng tích cực đến các bạn trẻ về nghề nghiệp này, đến nay Lộc Phu Hồ đã có những thành tựu nhất định. Anh thành lập công ty riêng, sắm xe ô tô, giúp gia đình có cuộc sống khấm khá hơn. Mới đây, Lộc Phu Hồ tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi mua hẳn cua hoàng đế để đãi những người thợ đang làm công trình cho Lộc Phu Hồ một bữa ngon. Trong video mà chàng YouTuber mới đăng tải, anh cho biết con cua hoàng đế này có giá 6 triệu đồng, anh mua về để mời những người thợ của mình. Có nhiều người sẽ thắc mắc sao Lộc Phu Hồ lại đãi thợ ăn cua hoàng đế sang dữ vậy, thì Lộc cũng chia sẻ thật là Lộc từng ăn 2-3 lần rồi, hôm nay mới mua về để mời các người thợ ăn cho vui. Mọi người cũng biết rồi đó, cái nghề thợ hồ này giang nắng, giang mưa, khổ lắm mọi người. Ngày làm có 200.000 đồng, 300.000 đồng nên thợ hồ mua gì cũng phải tính toán. Lộc cũng muốn mua 2 con để đãi mọi người nhưng giá con cua này cao quá nên Lộc chỉ mua 1 con để mỗi người thử một miếng cho vui, cho biết Lộc Phu Hồ chia sẻ. Bên cạnh đó, trong video này, Lộc Phu Hồ cũng đổi cách xưng hô là Lộc và mọi người thay vì xưng thầy như trước đây. Lý giải về việc đổi cách xưng hô như thế này, Lộc Phu Hồ nói, xưng thầy bị mọi người chửi quá nên Lộc xưng tên luôn, nhưng mai mốt Lộc sẽ xưng thầy lại. Tiếp đó, Lộc Phu Hồ tự tay chế biến cua hoàng đế, sau 30 phút, anh mang ra mời vợ và hơn 10 người thợ cùng thưởng thức. Trước sự tươi ngon của loại cua này, người thợ nào cũng suýt xoa khen ngợi sự ngon miệng. Bản thân Lộc Phu Hồ cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó gắn kết những người thợ với nhau, đồng thời thể hiện được tấm lòng của mình dành cho mọi người. Gần đây nhất, Lộc Phu Hồ đã khiến dân tình được fan trầm trồ khi anh khoe cơ ngơi mới bề thế, hoành tráng. Theo đó, Lộc Phu Hồ đang trong giai đoạn hoàn thiện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lộc Phu Hồ tại quê vợ ở Bình Định. Qua hình ảnh chàng YouTuber quê Khánh Hòa chia sẻ có thể thấy, công ty kết hợp nhà ở được xây dựng trên mảnh đất có diện tích lớn. Ngôi nhà được thiết kế một trệt, một lầu với sự hiện đại, khang trang. Không những vậy, Lộc Phu Hồ còn xuất hiện trong khung hình với sự lịch lãm hơn ngày thường khi anh mặc vest, đeo cà, vạt, đóng thủng. Chỉ có đôi dép tổ ong là lạc quẻ nhưng điều này xem ra lại là màn kết hợp đúng chất Lộc Phu Hồ. Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự nỗ lực, những thành quả mà Lộc Phu Hồ đã cố gắng thời gian vừa qua. Lộc Phu Hồ, tên thật là Phạm Văn Lộc, được biết đến là thánh comment dạo trên Facebook với những nội dung chia sẻ hài hước, dễ thương xoay quanh cuộc sống, đặc biệt là nỗi trăn trở chưa có người yêu vào năm 2018. Khi ấy, Lộc Phu Hồ vẫn chỉ là một chàng trai làm công việc phụ hồ và thường xuyên vào Facebook khi rảnh rỗi. Chàng phụ hồ sinh năm 1994 có cuộc sống gia đình khá khó khăn. Mẹ Lộc là vợ hai, tuy nhiên bà mất sớm để lại 2 đứa con tự kiếm tiền, bảo vệ nhau. Lộc và em gái sống trong một ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Lộc Phu Hồ tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải được một công ty xây dựng trao cho tấm bằng. Thợ chính sau một thời gian dài chỉ làm chân phụ hồ. Anh chàng vui sướng đứng trên sân khấu, nhận về tấm bằng danh dự và vài món quà nho nhỏ là vật dụng cần thiết cho công việc như bay, búa, thước mét. Anh cũng trang trọng treo tấm bằng đó trên tường nhà để có thể ngày ngày ngắm nhìn. Lộc Phu Hồ từ hiện tượng mạng xã hội nổi tiếng nhờ những bài đăng, video hài hước xung quanh cuộc sống lao động bình dân của mình, giờ lại trở thành streamer số 1 Việt Nam với số lượng người xem khổng lồ. Các video của anh chàng có nội dung đơn giản, không cầu kỳ chỉ dạy cách trộn hồ, vữa, những bước cơ bản khi làm thợ xây nhưng lại nhận được sự tương tác khổng lồ từ cộng đồng mạng.